Siêu Nhi, cầu hôn chỉ 7 giây nhưng mất 7 tháng chọn váy cưới. Theo Southstar, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, đám cưới của Diệu Nhi và anh Tú sẽ chính thức diễn ra với sự mong đợi của khán giả và bạn bè cặp đôi. Mới đây, Diệu Nhi đăng tải trên kênh YouTube cá nhân đoạn clip đi thử váy cưới. Cô cho hay, cầu hôn chỉ mất 7 giây nhưng phải mất 7 tháng để lựa chiếc váy cưới ưng ý nhất. Nữ diễn viên hài hước nói, tôi thích đơn giản thôi chứ không thích quá kiêu sa, lấp lánh vì khi nhìn vô đã thấy tôi có nét đẹp sáng rồi. Yêu cầu của Diệu Nhi là ngoài lựa chọn được chiếc váy cưới phù hợp với vóc dáng của cô, còn phải có chất liệu thoải mái, giúp dễ dàng di chuyển, hoạt động. Nữ diễn viên nhờ stylist Phạm Bảo Luận chọn váy cùng để có những bộ đầm lộng lẫy nhất. Trong clip, Diệu Nhi thử tới 5 mẫu đầm cưới khác nhau. Các fan tấm tắc bình luận trước vẻ ngoài lộng lẫy của cô dâu Diệu Nhi, công nhận lúc chị mặc dù nhìn điệu đà đằm thắm không có lẩy lội như bình thường. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc nha, mong có video phản ứng lần đầu tiên khi chú rể thấy cô dâu trong váy cưới ở lễ đường, chắc xúc động lắm. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.